Không á. Lấy đấy mới lại vô cái cha rồi. Ê, em luôn. Nó sóc bây giờ đừng có múc để giữa đi. Để vậy đi, để vậy. Ghê, một đội quân hùng hổ luôn á. Lực sĩ Ba Sườn. Dường ơi, về làm mà mua nhậu Dường ơi. Nghiêm. Nghiêm. Rồi. Hôm nay gọi được tiếp đây. Gọi được tiếp đâm bình luận. Nó coi chưa, nó coi chưa. Rồi. Nhìn coi chưa. Coi rồi. Đó. Vậy coi về lên nè Dượng ơi. Qua ăn nè. Cẩm Tú là lại con của chú Quý xong. Mùi ngon không? Nghiêm cái mũ mùi cũng ngon. Vậy sao vậy? Vậy Nghiêm? Kỳ vậy ta? Ai hỏi câu nghe lặng nhách vậy? Súp đùng nghèo lắm Dượng ơi, không có gì đâu, có cá mú đồ nhậu bậy vậy thôi. Coi cá vừa coi đít cho anh ta có lợi với, chứ coi cá không ta cũng buồn. Đi lên đi. Đi lên đi. Về dập đá đi, để khổ đi biểu. Đi đi, đi con Nhung đi. Chạy đi ăn. Vạt. Vạt đu không? Nằm vạt đu không? Hương. 2 bạc hả? 2 bạc hả? Nhung ơi, lấy cái đèn lên. Cái rô nợ quá. Đừng có đụng nó sốc quá nha. Đổ ra đi chú ơi, chè chơi chú ơi. Đổ ở giữa đi. Giữ bên này lại, giữ bên này lại, giữ cái pháo bên này lại. Cả nhỏ không ma đâu, đủ chạy mày. Đó là kỵ này. Tiêu xúc vật là rất là hay chơi. À, bắt cái bự thôi. Đồ đang quăng này, đồ cả đó kìa kìa. Không nghe rồi. Điện cái thầy cũng mượn mấy cái đèn á. Ca, tối lên tắm đi ca. Tối lên tắm đi. Tối rồi lên tắm đi. À, không nghe à. Đúng con bị sao ngoài kìa. Nói gì? Con nó quá tải rồi. Đẹp của trang vô. Chục rồi. Bỏ lên coi đi mấy con. Đây tạm gì.